hai mẹ con hươu cao cổ đang bị con sư tử cái bao vây. Chúng đã dí nhau vượt qua chặng đường hơn 6 km mới đến đây. Tất cả đều thấm mệt, nhưng hươu con mới đáng lo nhất. Đứa nhỏ này đang lúc tập đi. Với hươu con, sau khi sinh 30 phút nó biết đi, thường hơn 10 tiếng nó mới biết chạy. Giờ, mạng sống của nó phụ thuộc hết vào mẹ mình. Sư tử cái sẽ không buông tha, vì nó đã tốn khá nhiều năng lượng. Nhưng nó muốn bắt hươu con thì phải vượt qua xác hươu mẹ. Sự vụng về lại xuất hiện. Hươu mẹ vô tình hất ngã con mình xuống khe sâu. Nhưng đừng vội trách móc, nó cũng nhảy xuống theo con mình rồi. Hãy thông cảm cho nó, vì càng cao lớn thì lại càng chậm chạp và vụng về bấy nhiêu. Nó vẫn còn ở đây. Sư tử cái đơn độc đừng mơ đụng vào được đứa nhỏ. No. Không có việc gì nghiêm trọng cả. Chẳng qua đứa nhỏ này đang ngủ thiếp đi vì quá mệt. Hươu mẹ đi tìm nước uống, con sư tử cái mới có cơ hội gặm tha đi. Vượt qua đoạn đường dài chạy trốn, hươu con chưa uống được ngụm sữa nào, vừa đói vừa khát vừa mệt. Nó đang chìm sâu trong giấc ngủ. Kẻ săn mồi nghĩ rằng đã có được bữa ăn, nhưng nó chưa kịp hành động thì hươu mẹ đã xông tới. Một cái ngửi thế này, nó biết con mình vẫn còn sống. Lòng nó lại nhẹ như bông gòn. Nó phải đi ăn ít cỏ thì mới có sức bảo vệ con. Sư tử cái vẫn tìm cách tha đứa nhỏ đi. Hươu mẹ ở rất gần, nó không cho phép điều tồi tệ xảy ra. Nó lại ngửi và cảm nhận con mình vẫn không sao. Kẻ đi săn đơn độc đang rất đói, nó quyết tâm ở gần đó để lại có cơ hội ra tay. Tranh thủ hươu mẹ đang ăn, nó lại tiếp tục gặm kéo hươu con. Hươu mẹ lại tốn sức đánh trả. Sư tử cái đã thấm mệt, cơn đói và sự giằng co qua lại, nó rời xa khu vực này một tí. Cuối cùng, hươu con đã tỉnh dậy. Một giấc ngủ li bì giúp đứa nhỏ phần nào thấy khỏe hơn. Nó sẽ cảm động lắm khi biết lúc ngủ, mẹ nó không ngừng bảo vệ nó. Mẹ nó đã làm mọi cách chiến đấu với thú dữ. Kẻ đi săn cũng thật bi đát. Nó đã vắt kiệt sức lực cho cuộc săn lần này. Hươu con đã tỉnh và có sự bảo vệ của hươu mẹ. Cơ hội của sư tử cái đã hết.